Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Sóc Trăng vừa ra quân cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết. Công tác kiểm tra chú ý vào các điểm tập kết, cất giấu hàng hóa vi phạm tại kho hoặc khu vực ít người qua lại vận chuyển, bày bán xen lẫn với các loại hàng hóa khác nhằm tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng hoặc lợi dụng thương mại điện tử, các trang mạng xã hội để mua bán, vận chuyển, trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,